sẵn sàng. Bản thân mình bị mất rất là nhiều lỗi, nhưng mình phải nhớ những chuyện đó để mình vô mình không có bị, được chưa? Trận đấu này là trận đấu cực kỳ quan trọng, sẽ rất là nhiều áp lực, nhưng mà mình sống với áp lực quen rồi, được chưa? Anh sống với áp lực cũng quen, mấy đứa cũng sống với áp lực cũng đã quen rồi, nên mình hãy lấy cái áp lực đó làm cái động lực cho mình để mình chơi cái trận này. Mình đánh trận này mình mang theo hy vọng, hoài bão, ước mơ của nhiều người lắm á nghe. Anh làm em áp lực quá, thôi đừng đánh nữa. Khi mà em đã bắt đầu, em đã bắt đầu bước chân vào con đường chuyên nghiệp là em đã bắt đầu, em có áp lực rồi. Áp lực tạo nên đây mình quanh. Rồi mà em thấy mấy người kia đi coi coi mình gắn hai em đồng á. Hắn cái em thấy bước khích đúng không? Em hắn á, em không gắn luôn á. Hắn cao đường đúng chứ. Gơi luôn á. Vẫn tập trung farm nhưng mà dạng như nó cho mình cơ hội mà một pha chết luôn á thì anh em mình làm, đúng không? Chứ không phải là mình nhùng luôn, hiểu không? Nó sẽ ưu tiên Jerry với Kathleen. Còn đầu bự luôn nha. Anh nghĩ ban đầu bự đi. Ban đầu bự, con đầu bự là con đầu tiên. Con thứ hai anh đang muốn ban là ban Nautilus á. Đội hình nó có con Nautilus chút xíu, thằng Vinboy khó chơi lắm. Vậy mình sẽ hạn chế khả năng mạnh của nó bằng ban con Kalista à? Em nghĩ ban Nauti à, anh nghĩ con Nautilus nó sẽ ghê hơn á. Ừ, nó sẽ đánh như đít Nauti đấy. Ok. Ban Nautilus đi. Anh lại nhập. Đợi anh nha, đợi lên, 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 lên. Anh đi không lát, anh đi không lát, đi không chết nổi, đi không chết nổi nha. Ok ok ok. Anh đi hết lát rồi. Ê, chứ này nữa chứ, này nữa chứ, này chứ. Chết được, đi không chết được, đi không chết được. Từ nha. Bún mẹ, bún mẹ này chứ, đi không lát, đi không lát. Rồi quay về gồng luôn lại cái, quay về gồng, quay về gồng. Rồi. Rồi luôn luôn nha. Bắt này, bắt này, bắt này, bắt này, bắt này, bắt này. Ok ok ok. Rồi. Lùi đi, lùi đi, lùi đi. Rồi. Rồi lên lại gồng đi, gồng đi, gồng đi, gồng đi. Gồng sắp bắt về, gồng sắp bắt về. Anh đi không lát luôn. Rồi, không lát. Nghe nói địa, bây giờ gia giải phóng cho anh lấy cái chuột miếng Mission Robon được địa. Bây giờ mình mạnh lắm. Mày phải chờ em hồi R, phải chờ em hồi R. Ý là em đẩy mạnh đó, xong mình okay, di chuyển okay. Ra áp lực cái là tụi nó xong rồi. Mình cứ đánh nhạc. Cover lại hey, anh em. Đam của mình nhiều hơn nha, đam của mình nhiều hơn nha. Khải, Khải. Rồi. Bây giờ chủ động đi chung với thằng địa cover để quấn mạnh đi Khải, chung cover thằng Vinh mình biết được. Dạ, một là... không. Okay, chỉ cần mọi người tách người nó ra đi là quầy mít 22 lấy cái banh cái chuột mít nó liền được à. Nghe em nói à, giờ anh em mượn cần gặp biến này nha, cứ bắn cờ cờ thôi. Ông nghe nói tập trung vô đi, tập trung vô này đi, đừng nói mấy cái bên lời nữa. Nó đang muốn bắt cánh. Ừ, coi chừng nó bắt á. Kéo được anh ơi. Lùi xíu, chung kéo anh đi phải. Qua lại đi còn lát. Anh đi lát ra rồi mở nha. Thầy ổn nha, thầy ổn nha, cứ để em nhìn nó đi nhỉ, em nhìn cái này đi để được sợ anh đi nè. Đây đây đây, em có đồng hồ, em có đồng hồ. Ăn đi ăn ơi. Mấy càng cứ. Bay vô kéo, bay vô kéo. Nhà này á, đi nhà này á, đi nhà này á. Thấy hết rồi nha, cứ để thế này thôi. Ăn cái hết nè em, cái hết nè đó anh em. Rồi. Muốn đi, muốn đi, muốn đi, muốn đi, muốn đi, muốn đi anh em. Không có đồng hồ nào, đồng hồ. Ok. Anh đi, anh đi. Rồi. Lùi nhịp. Anh đang đợi kìa. Để bơ cái. Sử dụng phản đồ và cố gắng thoát đi. Được bắn vẫn phải nằm xuống. Đó là lăn bụng tay. Giữ cờ gan này anh em ơi. Thôi ba đây mình cover đây mình. Ê đấy kìa, đấy là kìa, đấy kìa, đấy kìa anh em. Hay đấy kìa. Chịu hết đi ơi. Chào em ơi. Này lát anh em ơi. Cơ bơ hát rồi nha. Đi đi ra gánh nha, đi ra gánh nha. Qua đánh nhau ơi, kẻ Baron đánh nhau ơi. Rồi. Những người đang gánh nè, những người gánh nè. Gánh nè, gánh nè, em gánh nè, em gánh nè. Thấy được, thấy được. Bye bye bye. Đi đi luôn, luôn rồi, về luôn rồi nha. Rồi, đi đông rồi, quýnh đi. Rồi rồi rồi, ok, dí luôn, dí luôn, dí luôn, dí luôn. Đi rồi, đi rồi. Rồi. Em mít luôn, em mít luôn, em mít luôn, em mít luôn. Em mít, em mít, em mít, em mít, em mít, em mít. Hai. Bye bye, tí xíu rồi. Được rồi, rồi, rồi. Nhớ, nhớ, nhớ nè, đừng có bị cuốn cái chuyện mà lên top hoài. Mà phải nhớ cái chuyện là phải để ý cái mid. Phải làm ý thằng gai là trọng tâm á, thằng gai là trọng tâm á. Ừ. Ga đỏ lát cái kiểu. Ok, ok, ok. Đúng rồi. Ok, rồi. Cố lên nha. Ok, ok. Tin nhanh em. Cảm ơn em. Con đầu tiên đắp nha, đầu tiên còn rồi á. Em chơi trước đi, khả chắc này cút rồi đó. Ok, ok, đi qua nè anh em. Nhìn nè anh em. Ok, 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 ok. Chỉ luôn kim, anh ta muốn xe chỉ luôn kim. Ui, đi anh kê. Vô luôn á, vô luôn á. Cầm luôn em cầm. Cầm nana hồ nè, quýt đi anh em. Cầm nana hồ. Cầm nana hồ. Cầm nana hồ. Chơi đi, cầm nana hồ. 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 Cái này mắc rồi. Này này này. Ê, đây đây đây. Ê, cái chai chung hả? Chiếc này anh em ơi. Hai hai. Còn lát đâu?
còn ai cả, còn bỏ đi này, bỏ đi, bỏ ngay, bỏ ok, cái tay cái mắt kìa. Cái chuyện nó gờ qua gồng mới đứt, cái chuyện nó gờ qua gồng nó mới đứt. Đừng ngã gồng, đừng ngã gồng. Đi ra hướng mít này, ra hướng mít nè. Nó tiếp được, nó tiếp được, nó tiếp được. CC nè, 5 CC nè, 5 CC4 luôn, CC4 luôn rồi nè. Chụp chết nha, ê, đây không gờ, đây không gờ nha, đây không gờ nha. Cứ công, cứ công, cứ công. Ok, đây không gờ, luôn về cái bơ, luôn về cái bơ. Xe rồi, em xe rồi. Bơ, 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 binh. Rồi, lưu lại cái, lưu lại cái, lưu lại cái. Có đập nha. Nhảy lên từ kia ra và phía đi mình. À, hết chưa, xài lát. Ê, đợi nó, Có lát. Mở đi Khải, Không e kìa. Sập luôn, sập luôn. Không được. Ba lát nè. Lùi bơ. Sụp nó không lát em. Cắt được. Cô cầu không lát luôn. Hay em ơi. Hay à. Thôi, nó chạy bơ. Tiếp xúc rồi. Hay à. Thôi, hôm sau anh em ơi. Bất Raven. Raven đúng không? Bất Raven. Ban con Rai. Ban con Rai, ban con Jack. Rai Jack. Chắc chưa em lắp em ban nha. Chắc chưa anh. Chắc chắn ban con ban ban con Rai, ban con Jack. Bích Raven xuống dưới Bích con gờ quen tiếp. Xong, lót cuối, mình Bích con set. Giờ biết nó nghĩ nó chơi gì, Andy tiếp hả? Xe không? Nó bên xe không, xong đánh DPS. Chết được. Lên. Này có lên nha anh em. Ok. Lên anh em. Rồi, ok, win nó, win nó. Lên chiến thắng. Sắp bài tuyển này. Gammy chỉ còn là cái tên. Gam đang giữ vững được phong độ. Cũng có bấy nhiêu đó, chứ đâu có khá lên. Để thầy đổi lát nha. Có quật á. Nhìn này Nam ơi, nhìn này Nam ơi. Đổi lát nè, đổi lát nè. Ê, sắp này nè. Đổi lũ đĩa, đổi lũ đĩa. Ok, sắp nè, sắp nè, sắp nè. Super. Đổi lũ đĩa, đổi lũ đĩa. Ok. Hai lát. Chuối nhanh em. Gờ đó, em gờ đó, Khải dính đó, Khải dính đó, Khải. Ờ, tôi gờ luôn, Khải. Đang Khải, tôi gờ, căng cái. Đang chờ đợi đêm kê kém nhà thằng bắt đầu cắn. Ba chủ đem cái ba chủ đi anh em. Này đi cắn bây giờ dưới này thấy con mắt ở dưới hang rồng không? Thấy mắt ở dưới hang rồng không? Góc này vô 6 nha, nó chơi. Anh chơi trước nha, anh chơi trước nha. Chơi đi. Rồi. Nhìn đây nha. Anh Nam ơi. Từ từ nha anh em. Em còn nổ luôn này nha. Lấy được cái khiên ở đây nó cứ lấy nha, lấy được cái khiên. Mình canh cắn đi. Rồi anh vô công nha anh em. Ori nha anh em. Ủa lên từ lên từ. Đi đi đâu rồi đó, bung lát là quý rồi. Không sao, bình tĩnh lại. À, nè, còn rồng mà. Chờ bo lấy nữa nè, ơi, đăng thiếu bo. Đây, đây. Thế. Ê, bọc được nha. Cứ rờ con Sion cũng được để. Ok. Bây giờ nó cầm gờ, tôi biết được không, lát con Sion cầm gờ anh em ơi. Dạ, đi. Chờ bo lấy nữa. Nhìn nè, Nam nhân có gờ. Đi, Uri trăm, Uri trăm rồi anh em. Ê, Uri gờ anh gỡ nè. Uri lát nha. Uri không lát nha. Vô công anh em. Về nè, Nam ơi. Uri công sắp chết. Hai giấc nè. Ai nè, chung rồi. Chạy đây. Đấy, Nam ơi. Ở chung rồi, đấy rồi chung. Uri không lát. Ở đây không có đồng hồ đâu. Đây cố gắng quăng rìu. KT được quen lùi ra lợi sớm mà bị xấu lơ lại. Làm chậm rất đầu khi dài được di chuyển tới cô đâu bên đây nữa. Đây nè, giết được á. Đây nè nha, đây. Ở canh gai quýnh lộn anh em ơi. Chúng ta làm xong anh em. Ở đây bị cản anh em ơi. Sion đang cản tao nha, tao bắn Sion nha. Ờ Sion luôn này nha. Cái này cháy anh em ơi. Hay ở đây hay à. Lỗng rồi. Hai rồi anh em ơi. Thôi. Hai dốc rồi. Tôi sẽ không thể nào cảm nhận được cái nỗi nuối tiếc đến từ SE, công viên của SE bây giờ. Không nên buồn và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn.
buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài, đúng không? Mưa nào mà không tạnh,